Ngọc Anh xin giới thiệu tới mọi người một căn nhà 4 tầng xây dựng độc lập, 4 phòng ngủ cách với lại trung tâm thương mại Aeon Hà Đông. Nó chỉ phạm vi bán kính 1 km quay đầu xung quanh ngập tràn tiện ích. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ giới thiệu tới quý vị một cái căn nhà đường ngõ thông thoáng. Với cái căn nhà này thì ô tô có thể đỗ trước cửa. Và căn nhà này thì được thiết kế xây dựng độc lập, duy nhất một căn vị trí là thuộc La Nội, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội. Với cái căn nhà này cách với trung tâm thương mại Aeon Hà Đông đúng 1 km quay đầu thôi. Xung quanh tiện ích đầy đủ chợ, trường, phường, trạm, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Với căn nhà hoàn thiện lên cực kỳ chỉnh chu, rất là đẹp. Được xây dựng độc lập duy nhất một căn thì mọi người hoàn toàn yên tâm rồi. Hướng nhà là hướng Tây Nam, diện tích của ngôi nhà 35m². Vậy thì thiết kế ra sao? Ở phần tầng 1 của ngôi nhà thì phần hoàn thiện cơ bản là xong hết rồi. Với cái phần cửa chính hai lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa gỗ kính. Với cái căn nhà này được xây dựng chỉnh chu, sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà luôn quý vị nha. Lúc nào cũng thế, tất cả những cái nhà mà Ngọc Anh quay gửi tới cho quý vị 100% là sổ đỏ chuẩn chỉnh, giấy phép xây dựng đàng hoàng, hỗ trợ vay vốn lên tới 80% giá trị của ngôi nhà. Ngọc Anh đang đứng ở đây, đó là phần tầng 1 của ngôi nhà, thiết kế phần phòng khách và phần phòng bếp. Phần hoàn thiện khá là chỉnh chu, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, hợp lý. Căn nhà này thì nó có một cái ưu điểm, nó rất là gần với lại cái khu liền kề Dương Nội cũng như là cái khu biệt thự, cho nên quý vị có thể được hưởng những cái tiện ích nội khu của cái khu vực này mang lại đó. Về cơ sở vật chất hạ tầng, đường xá đi lại giao thông rất thuận tiện, rồi là trung tâm y tế cũng như là với cái trung tâm thương mại vô cùng hài hòa. Ngoài đang đứng nè, đây là phần phòng khách. Cái phần hoàn thiện thì gạch lát nền, kích thước gạch 60-60. Phần sơn chủ đạo của cái ngôi nhà này là màu trắng, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Và tiếp theo mời người theo em vào cái khu vực phòng bếp của ngôi nhà. Với cái phần phòng bếp này đã hoàn thiện gần như là xong hết rồi. Về phần tủ bếp thì thiết kế toàn bộ là gỗ sồi Nga, xung quanh bếp ốp kính ốp bếp và mặt bếp ốp đá granite. Phụ kiện bếp đi kèm là chất liệu inox 304, từ vòi rửa, chậu rửa cho đến đây mọi người có thể nhìn thấy phụ kiện bếp. Đó, rất hợp lý, chắc chắn. Căn nhà lại còn được xây dựng độc lập duy nhất một căn, cho nên mọi người cứ hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng. Và với cái thiết kế rất chỉnh chu, lớp cửa hai lớp, phần phòng cửa bếp này cũng được thiết kế hai lớp cửa sổ. Đấy, ngoài ra phần tầng 1 còn có một phòng vệ sinh nho nhỏ để đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng ở phía tầng 1. Với cái hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Đường ngõ đi lại thông thoáng. Và Ngọc Anh xin mời người theo em lên khám phá các tầng trên của ngôi nhà nhé. Đúng là tìm đâu được nhà độc lập mà xây dựng xong cái lại phải ở ngay, thì trong video này mọi người đừng bỏ qua nhé. Bởi vì thiết kế rất là chu đáo. Với cái phần tầng 2 của ngôi nhà đây, mọi người có thể nhìn thấy một không gian phòng ngủ cực kỳ lớn, cực kỳ rộng. Với tầng 2 của ngôi nhà thiết kế một tầng một phòng thôi. Phòng vệ sinh thiết kế ở phía bên trong theo kiểu master. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ lim. Chắc chắn đây là cái phần phòng ngủ ở phía tầng 2, cửa sổ thông thoáng hai bên mọi người nha. Với cái không gian của cái căn phòng ngủ này thì diện tích của nó khoảng tầm hơn 20m². Đó, đây mọi người có thể nhìn thực tế. Rất là rộng. Và phần tầng 2 của ngôi nhà thì đây quý vị có thể nhìn thấy nhá, nhà nào mà Ngọc Anh review như thế nào thì quý vị đến xem y như vậy. Đó là hệ thống trần thường. Ở đây thì chủ nhà không thiết kế trần thạch cao ở phía tầng 2. Và phòng vệ sinh thì cực kỳ rộng mọi người ạ. Đây nhá, đây là phòng vệ sinh của ngôi nhà. Hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, bồn cầu, lavabo, bàn đá. Một cái không gian phòng vệ sinh cực kỳ rộng. Ở đây quý vị có thể lắp cabin tắm khá là hợp lý. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với cái căn nhà này đi lại rất là thuận tiện, gần với lại trục đường chính Lê Trọng Tấn Hà Đông, gần với lại cái trục đường cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài. Nói chung là với cái căn nhà này thì về cái giao thông đi lại cũng như là cái những cái tiện ích xung quanh thì rất là đầy đủ. Và sau đây Ngọc xin mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3, 4 của ngôi nhà nha. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cũng một tầng và một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Phòng ngủ nào cũng ngập tràn ánh sáng, không khí vào trong không gian phòng mọi người ạ. Rất là rộng. Với cái căn phòng ngủ này ấy, nó vừa rộng, quý vị rất là dễ dàng kê đồ nội thất ở phía bên trong căn nhà này. Đấy.
Phòng nào cũng được lắp đầy đủ cho mình ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa rồi. Phòng vệ sinh ở phía tầng 3 thì lại nằm ở phía bên ngoài mọi người nha. Phòng vệ sinh ở phía tầng 3 đây, nó khác hẳn so với tầng 2 luôn quý vị ạ. Nó khác luôn ấy, bởi vì trên phía tầng 2 là bồn cầu ở để ở bên góc này mọi người ạ. Còn ở tầng 3 thì ngược lại, đổ chéo lại cho nhau. Nhìn nó đỡ bị nhàm chán đấy. Hệ thống nước điện đầy đủ hết rồi. Vậy thì mời theo em lên phía tầng cuối cùng, tầng 4 của ngôi nhà nhé. Với tầng 4 của ngôi nhà, Ngọc Ánh vừa bước chân lên trên phía cầu thang thì ở đây có một cái ô dính trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Với tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Quý vị có thể nhìn lướt qua ở đây là có hai phòng riêng. Phòng nào cũng có cửa sổ thông thoáng, cửa phòng riêng. Phòng nào cũng vậy, hướng ra mặt ngõ rất là thoáng. Như vậy với cái căn nhà này 4 tầng, 4 phòng riêng biệt, phòng khách, phòng bếp riêng biệt. Và trên phía đây là khu vực sân phơi. Giá chào bán hiện tại của cái căn nhà này là 3 tỷ 850 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Đây là cái khu vực sân phơi mọi người nhé. Đấy, cũng rất là thoáng, rất là rộng. Và Ngọc Ánh xin nhắc lại, với cái căn nhà này diện tích 35m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, hướng ngả là hướng Tây Nam, giá chào bán 3 tỷ 850 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Quý vị muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về căn nhà này, vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444 nhé. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.